miếng trầu sau cùng của mẹ. Có những đêm về khuya, khi ngoài trời lạnh lạnh bởi những cơn gió lạ, nó làm ta bỗng nhớ nhiều thứ từ sâu trong ký ức. Cái mà để ta nhớ, nó thường không bình thường, vì vậy nó không bao giờ bị cái thường lấn át hoặc làm mất đi. Nó chỉ nằm đâu đó trong tâm hồn, và đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng làm ta nhớ lại, và mọi thứ như vừa mới diễn ra quanh đây. Chuyện mà tôi nhớ đó là những ngày và cả những đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Những đêm đó, tôi cùng cả gia đình bên vợ thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, vì mẹ vợ của tôi vào đó cũng đã vài tuần rồi. Tuổi già và bệnh tật là thành phần tất yếu trong những thứ khổ của con người. Đó luôn là cái chắc chắn phải xảy ra với chúng sinh, nhưng khi nó đến với ta hoặc người thân yêu của ta, thì điều đó càng trở nên bức bối, và mọi người cố gắng làm tối đa mọi cái có thể để đấu tranh giành giật từng giây phút với vô thường. Nằm ở khoa chữa bệnh bình thường khoảng hơn một tuần, thì người ta chuyển mẹ tôi lên khoa cấp cứu. Theo kinh nghiệm của thân nhân những người bệnh nằm ở đây trước cho biết, thì ai chuyển đến khoa này, ắt là bệnh đã nặng lắm rồi. Việc thăm nuôi tại khoa này rất hạn chế, chỉ được phép vào thăm khi hộ lý gọi tên. Đội ngũ y bác sĩ thì luôn bận rộn, hỏi gì họ cũng miễn cưỡng trả lời, cho nên người nhà vốn đã lo lại càng lo lắng gấp bội phần. Đa số thân nhân nuôi bệnh tại đây đều là người ở các tỉnh ở xa, nên nhìn họ lỉnh kỉnh đồ đạc đến tội nghiệp. Người ta lưu trú tạm bợ, nhưng đụng tới cái gì cũng tốn kém. Đơn giản như việc nước uống, đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải tốn tiền. Cảnh ngộ ở đây thật đúng nghĩa với câu mà người ta hay nói, cái khổ này nối với cái khổ kia. Ban ngày nếu người nhà lu bu nhếch nhác phía trước cửa phòng cấp cứu đều bị đuổi ra ngoài thẳng tay. Bệnh viện có nơi quy định để thân nhân chờ đợi là phía gần ngoài cổng. Đó là một khoảng sân rộng có mái che, ở đó có treo cái loa. Khi nào bên trong gọi tên bệnh nhân thì người nhà mới được vô, để bác sĩ đưa toa đi mua thuốc hoặc dặn dò những điều cần thiết. Buổi tối, từ 6 giờ chiều trở đi thì có phần dễ dãi hơn. Lúc đó, người nhà mới lần lượt kéo tới ngồi hay nằm vật vã chờ phía trước khoa cấp cứu. Ban đầu lúc mới vô thay ca túc trực với anh em trong nhà, thấy cảnh này tôi nản lòng lắm. Rồi dần dần mới hiểu và thông cảm được, bởi lý do chính là bệnh viện quá tải vì bệnh nhân đông quá. Theo quy định thì hàng tuần vào chiều thứ năm, khoa cấp cứu đều có cuộc họp với thân nhân để thông báo tình hình. Tuần đó khi bắt đầu buổi họp, ông bác sĩ chủ trì nói: "Chúng tôi không có thời gian để trả lời hết mọi câu hỏi của người nhà, vì vậy chỉ trả lời trong buổi gặp mặt hôm nay, mong rằng người nhà hợp tác với bệnh viện." Đến lượt tôi được hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, vị bác sĩ này nói: "Câu này tôi trả lời chung cho tất cả bệnh nhân ở đây là nếu ai hỏi bệnh nhân A hay B ra sao, tôi chỉ dám nói tình trạng của người đó trong vòng 5 phút tới, còn xa hơn nữa thì không dám chắc. Nằm ở khoa này, tính mạng bệnh nhân chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cứu chữa, khả năng tài chính đến đâu là phụ thuộc vào gia đình. Nếu không còn khả năng thì bác sĩ cũng đành bó tay." Có một hôm trực trong đó, bà chị đưa cho tôi giữ 20 triệu để chi phí. Vậy mà cứ mua theo toa thuốc yêu cầu từ sáng đến khuya thì hết nhẵn tiền. Có những loại thuốc đặc biệt mà bệnh nhân ở đây cần, nhưng nhà thuốc không có sẵn, phải hẹn lại và tranh thủ cử người ra sân bay đón máy bay mang nhanh từ nước ngoài về mới có. Một buổi tối ngồi ngoài trời trò chuyện với một gia đình quê ở Cà Mau lên thăm nuôi con. Mới thăm con từ phòng cấp cứu ra, ông này gọi điện về nhà kêu vợ bán gấp hết lứa heo để gửi tiền lên mua thuốc cho con. Có gia đình khác ở Sóc Trăng, cha của bệnh nhân kể: "Cả nhà tôi chia ra ở hai bệnh viện, một ở đây nuôi con dâu, một bên Từ Vũ nuôi cháu trong lồng kính. Tôi bán một miếng đất mấy trăm triệu dèo cái hết rồi mà con tôi còn chưa tỉnh. Từ ngày lên đây, con dâu tôi cứ nằm mê man mà chưa tỉnh lại lần nào,
chưa nói chuyện với nó được một câu nào. Tình hình này chắc phải bán thêm một miếng đất nữa. Ban đêm, nơi khuôn viên bệnh viện thật buồn, và cái lạnh ngoài trời cuối năm như càng thấm thía thêm cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người. Tối đó, vào trong phòng thăm mẹ, tôi phát hiện ra phía đầu giường nằm có cái cửa sổ bằng kính được che màn. Phía bên ngoài là khoảng đất hành lang trống, rộng khoảng 2 mét có trồng cây. Sát đó là bờ tường cao ngăn hai khu vực của bệnh viện. Tranh thủ tôi dán cái màn qua một chút, và từ đó muốn thăm mẹ tôi chỉ cần lén đi vòng phía sau đến sát cửa sổ nhìn vô là thấy. Tôi chia sẻ cho người nhà mấy bệnh nhân nằm gần đó biết, và họ cũng thăm theo cách như vậy. Ai cũng mừng vì ai cũng lo lắng và quan tâm đến thân nhân của mình. Phòng cấp cứu có máy lạnh chạy luôn luôn, cộng với thời tiết cuối năm se lạnh, cho nên tôi thấy bệnh nhân thường nằm co vì lạnh. Mẹ tôi cũng nằm co như thế. Suốt đêm cũng một hai lần y tá gọi người nhà vào thay chăn vì bệnh nhân thường tiểu ra giường. Mỗi khi được gọi vào, tôi thường đến kệ lén lấy đến hai tấm, một trải trên nệm, một để mẹ đắp. Có bữa y tá phát hiện họ cự nữ tôi vì tiêu chuẩn một người chỉ một tấm chăn mà thôi. Bị la nhưng tôi không giận họ, bởi tôi cố tình lấy hai tấm chăn để mẹ đỡ lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đâu thể làm gì hơn được nữa. Cho nên mặc kệ dù họ có la, nhưng tôi vẫn lén lấy hoài. Mẹ tôi là người Hà Nội xưa nên biết và thích ăn trầu từ lúc trẻ. Mẹ kể, do lúc nhỏ thường têm trầu cho bà ngoại, thấy người lớn ăn rồi nhổ ra nước màu đỏ hay hay. Vậy là mẹ ăn thử, rồi ghiền trầu lúc nào không hay. Lúc mới vô bệnh viện, mẹ có đem giỏ trầu, nhưng bác sĩ thấy ăn trầu thì la hoài. Vì bác sĩ cấm nên gia đình tôi cũng không cho mẹ ăn trầu. Tối hôm đó khi tôi vào thăm, mẹ rất tỉnh táo, nói chuyện và hỏi han một hồi. Mẹ nói với tôi là mẹ thèm ăn trầu. Nghe vậy tôi mới ra ngoài lấy trầu mang vô ngay cho mẹ. Khi ra lấy trầu, bà xã tôi nói, mang vô bác sĩ la chết. Tôi nói, không sao đâu, đến giờ này mà sợ gì nữa. Tôi giấu miếng trầu trong túi áo để mang vô. Y tá trực không cho vào phòng và nói mỗi buổi tối chỉ cho thăm một lần thôi. Để tìm cách vô cho bằng được, tôi buộc phải nói dối là tôi bị đánh rơi cái bóp, không biết có rớt trên giường không, cho tôi vô kiếm. Vậy là y tá buộc phải cho tôi vào phòng. Vào bên trong, tôi đưa miếng trầu có đầy đủ cả vôi và thuốc xỉa cho mẹ. Mẹ tôi cầm miếng trầu và mặt ngời lên niềm vui. Mẹ cầm nhưng đâu có ăn được nữa. Sáng hôm sau, gia đình tôi bị bác sĩ cằn nhằn một trận vì dám mang trầu vô phòng cấp cứu. Bác sĩ la vì phát hiện có miếng trầu trên giường bệnh. Đêm hôm sau, y tá lại gọi vô thay ra giường. Tôi vào trong đó, thật bất ngờ mẹ tôi lại tỉnh táo rất lạ lùng. Mẹ hỏi thăm từng đứa con, đứa cháu, hỏi han việc nhà. Thấy mẹ lạ quá, tôi mới hỏi, nằm trong này một mình mẹ có sợ không? Mẹ trả lời, mẹ buồn nhưng không sợ vì mẹ thường niệm Phật. Nói xong, mẹ chỉ sợi dây vải có hình Quan Thế Âm mà mẹ đeo nơi cổ, rồi nói tiếp. Sợi dây này con thỉnh nó chùa về cho mẹ hôm mới vô bệnh viện nè. Có Phật bên mình, mẹ không sợ gì hết. Vô thường mà con. Nói chuyện một hồi lâu, y tá lại vô nhắc ra ngoài. Trước khi tạm biệt, mẹ tôi lại nói là thèm ăn trầu. Tôi biết mẹ nói điều ấy với tôi vì biết rằng chỉ có tôi mới nghe lời mẹ mà không sợ bác sĩ la. Tôi ra ngoài và lại lấy trầu. Trầu có sẵn vì chiều hôm đó tôi dặn bà xã mua trầu mới cho mẹ. Đợi một lát sau, khi y tá ra kêu người nhà bệnh nhân khác vào, tôi cũng đi theo và may quá lần này y tá đều cho tất cả vào thăm. Tôi lại đưa miếng trầu cho mẹ. Mẹ cầm trên tay một lúc rồi lại mê đi. Lúc đó tôi không biết đó là miếng trầu cuối cùng của mẹ tôi. Và sau cái lần đó, tôi đã mãi mãi không còn được mang một miếng trầu nào khác nữa cho mẹ. Nhìn mẹ nằm mê man trên giường, tôi chỉ còn biết niệm Phật, cầu mong cho mẹ an lành.
Thăm xong, tôi ra ngoài và bà xã tôi nói, ngày mai thế nào bác sĩ cũng la nữa. Thôi kệ, la mấy nữa cũng được. Chiều hôm sau tôi vào thăm, thì tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã xấu đi nghiêm trọng. Mẹ chìm sâu vào hôn mê. Tôi tìm quanh chiếc giường trải ra trắng toát ấy, nhưng không thấy miếng trầu đâu cả. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay bác sĩ không la? Tìm một hồi, tôi thấy dưới chiếc gối mẹ nằm có miếng giấy vệ sinh đã gói lại. Tôi mở ra xem, thì trong đó là miếng trầu. Trước khi hôn mê, có lẽ sợ bác sĩ rầy nên mẹ đã gói miếng trầu vào trong miếng giấy ấy. Chính vì vậy mà bác sĩ không biết. Vì khi thấy giấy vệ sinh cuộn lại, ai cũng nghĩ nó dơ nên hơi đâu mà kiểm tra trong đó là thứ gì. Tôi biết khoảng thời gian bệnh nặng mẹ đã không còn ăn trầu được nữa, nhưng vẫn muốn có miếng trầu. Miếng trầu khi ấy nó không phải là một thú vui hay phải ăn để thỏa mãn cơn thèm, mà nó chính là sự thể hiện tình cảm của con và mẹ một cách gần gũi nhất. Chiều ý mẹ đến những phút giây sau cùng, nó khẳng định không có gì ngăn cản được tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, trong một thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mẹ. Lúc đó tôi gọi bằng bác, và cũng mất một thời gian, tôi mới quen khi chuyển từ gọi bác sang gọi mẹ. Nhưng với tình thương không phân biệt, chẳng bao lâu tôi đã có thêm một người mẹ, và tôi cũng không nhớ mình là con rể. Tình yêu ấm áp của mẹ đã chan hòa và xóa hẳn những danh xưng đó trong tôi từ lâu rồi. Mẹ chìm vào hôn mê sâu và chỉ tỉnh lại khi đã về căn nhà thân yêu với đầy đủ con cháu. Hai hôm sau thì tôi vĩnh viễn mất đi một người mẹ thương yêu. Người mẹ mà những lúc khó khăn nhất khi chỉ có một cái bánh cũng chia đều cho các con. Là một người con, dù là con rể, tôi vẫn nhận ra, khi một người mẹ ra đi, thì thế gian này sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ, êm đềm. Mất mẹ là sự mất mát lớn nhất của mỗi người con trên thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập Truyện ngắn Phật giáo. Phần 5. Tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, một mùa Vu Lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phụng nghiệp báo luân hồi, thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa Vu Lan của nhà Phật còn mở rộng phạm vi báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Vu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm 7 câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng đọng để cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chén cơm cúng mẹ. Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày, liên tục, từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để gắp cho mình.
Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu, đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Cái dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai? Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình. Buổi cúng cơm hôm đó, tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình. Khi thầy đưa chén cơm và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán, rồi thầy nói, chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này. Sau đó là tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà. Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống thì giọng của thầy xướng lên nghe thật não nùng. Đây chén cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tâm huyết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người, rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào. Có chén cơm đây, nhưng đâu có mẹ tôi ở đó. Con muốn nhìn thấy mẹ ăn, nhưng nào có thấy gì? Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ. Vậy mà cuộc đời tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hằng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa, những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngay chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ. Thực hiện nó bằng cách nào cũng được, miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh. Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng hoặc bất kể đó là món gì, để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình, thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại. Hãy thực hiện ngay điều đó nhé, bạn ơi. Hoàng Dũng Hùng. Miếng trầu sau cùng của mẹ. Có những đêm về khuya, khi ngoài trời lạnh lạnh bởi những cơn gió lạ, nó làm ta bỗng nhớ nhiều thứ từ sâu trong ký ức. Cái mà để ta nhớ, nó thường không bình thường. Vì vậy, nó không bao giờ bị cái thường lấn át hoặc làm mất đi. Nó chỉ nằm đâu đó trong tâm hồn, và đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng làm ta nhớ lại, và mọi thứ như vừa mới diễn ra quanh đây. Chuyện mà tôi nhớ, đó là những ngày và cả những đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Những đêm đó, tôi cùng cả gia đình bên vợ thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, vì mẹ vợ của tôi vào đó cũng đã vài tuần rồi. Tuổi già và bệnh tật là thành phần tất yếu trong những thứ khổ của con người. Đó luôn là cái chắc chắn phải xảy ra với chúng sinh, nhưng khi nó đến với ta hoặc người thân yêu của ta, thì điều đó
càng trở nên bức bối, và mọi người cố gắng làm tối đa mọi cái có thể để đấu tranh giành giật từng giây phút với vô thường. Nằm ở khoa chữa bệnh bình thường khoảng hơn một tuần thì người ta chuyển mẹ tôi lên khoa cấp cứu. Theo kinh nghiệm của thân nhân những người bệnh nằm ở đây trước cho biết thì ai chuyển đến khoa này ắt là bệnh đã nặng lắm rồi. Việc thăm nuôi tại khoa này rất hạn chế, chỉ được phép vào thăm khi hộ lý gọi tên. Đội ngũ y bác sĩ thì luôn bận rộn, hỏi gì họ cũng miễn cưỡng trả lời, cho nên người nhà vốn đã lo lại càng lo lắng gấp bội phần. Đa số thân nhân nuôi bệnh tại đây đều là người ở các tỉnh ở xa, nên nhìn họ lỉnh kỉnh đồ đạc đến tội nghiệp. Người ta lưu trú tạm bợ, nhưng đụng tới cái gì cũng tốn kém. Đơn giản như việc nước uống, đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải tốn tiền. Cảnh ngộ ở đây thật đúng nghĩa với câu mà người ta hay nói, cái khổ này nối với cái khổ kia. Ban ngày nếu người nhà lu bu nhếch nhác phía trước cửa phòng cấp cứu đều bị đuổi ra ngoài thẳng tay. Bệnh viện có nơi quy định để thân nhân chờ đợi là phía gần ngoài cổng. Đó là một khoảng sân rộng có mái che. Ở đó có treo cái loa, khi nào bên trong gọi tên bệnh nhân thì người nhà mới được vô, để bác sĩ đưa toa đi mua thuốc hoặc dặn dò những điều cần thiết. Buổi tối, từ 6 giờ chiều trở đi thì có phần dễ dãi hơn. Lúc đó, người nhà mới lần lượt kéo tới ngồi hay nằm vật vã chờ phía trước khoa cấp cứu. Ban đầu lúc mới vô thay ca túc trực với anh em trong nhà, thấy cảnh này tôi nản lòng lắm. Rồi dần dần mới hiểu và thông cảm được, bởi lý do chính là bệnh viện quá tải vì bệnh nhân đông quá. Theo quy định thì hàng tuần vào chiều thứ năm, khoa cấp cứu đều có cuộc họp với thân nhân để thông báo tình hình. Tuần đó khi bắt đầu buổi họp, ông bác sĩ chủ trì nói: "Chúng tôi không có thời gian để trả lời hết mọi câu hỏi của người nhà, vì vậy chỉ trả lời trong buổi gặp mặt hôm nay, mong rằng người nhà hợp tác với bệnh viện. Đến lượt tôi được hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, vị bác sĩ này nói: câu này tôi trả lời chung cho tất cả bệnh nhân ở đây, là nếu ai hỏi bệnh nhân A hay B ra sao, tôi chỉ dám nói tình trạng của người đó trong vòng 5 phút tới, còn xa hơn nữa thì không dám chắc. Nằm ở khoa này, tính mạng bệnh nhân chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cứu chữa, khả năng tài chính đến đâu là phụ thuộc vào gia đình. Nếu không còn khả năng thì bác sĩ cũng đành bó tay." Có một hôm trực trong đó, bà chị đưa cho tôi giữ 20 triệu để chi phí. Vậy mà cứ mua theo toa thuốc yêu cầu từ sáng đến khuya thì hết nhẵn tiền. Có những loại thuốc đặc biệt mà bệnh nhân ở đây cần, nhưng nhà thuốc không có sẵn, phải hẹn lại và tranh thủ cử người ra sân bay đón máy bay mang nhanh từ nước ngoài về mới có. Một buổi tối ngồi ngoài trời trò chuyện với một gia đình quê ở Cà Mau lên thăm nuôi con. Mới thăm con từ phòng cấp cứu ra, ông này gọi điện về nhà, kêu vợ bán gấp hết lứa heo để gửi tiền lên mua thuốc cho con. Có gia đình khác ở Sóc Trăng, cha của bệnh nhân kể: "Cả nhà tôi chia ra ở hai bệnh viện, một ở đây nuôi con dâu, một bên Từ Vũ nuôi cháu trong lồng kính. Tôi bán một miếng đất mấy trăm triệu dèo cái hết rồi, mà con tôi còn chưa tỉnh. Từ ngày lên đây, con dâu tôi cứ nằm mê man mà chưa tỉnh lại lần nào, chưa nói chuyện với nó được một câu nào. Tình hình này chắc phải bán thêm một miếng đất nữa." Ban đêm, nơi khuôn viên bệnh viện thật buồn, và cái lạnh ngoài trời cuối năm như càng thấm thía thêm cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người. Tối đó, vào trong phòng thăm mẹ, tôi phát hiện ra phía đầu giường nằm có cái cửa sổ bằng kính được che màn. Phía bên ngoài là khoảng đất hành lang trống, rộng khoảng 2 mét có trồng cây. Sát đó là bờ tường cao ngăn hai khu vực của bệnh viện. Tranh thủ tôi dán cái màn qua một chút, và từ đó muốn thăm mẹ tôi chỉ cần lén đi vòng phía sau đến sát cửa sổ nhìn vô là thấy. Tôi chia sẻ cho người nhà mấy bệnh nhân nằm gần đó biết, và họ cũng thăm theo cách như vậy. Ai cũng mừng vì ai cũng lo lắng và quan tâm đến thân nhân của mình. Phòng cấp cứu có máy lạnh chạy luôn luôn, cộng với thời tiết cuối năm se lạnh, cho nên tôi thấy bệnh nhân thường nằm co vì lạnh.
Mẹ tôi cũng nằm co như thế. Suốt đêm cũng một hai lần y tá gọi người nhà vào thay chăn vì bệnh nhân thường tiểu ra giường. Mỗi khi được gọi vào, tôi thường đến kệ lén lấy đến hai tấm, một trải trên nệm, một để mẹ đắp. Có bữa y tá phát hiện họ cự nữ tôi vì tiêu chuẩn một người chỉ một tấm chăn mà thôi. Bị la nhưng tôi không giận họ, bởi tôi cố tình lấy hai tấm chăn để mẹ đỡ lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đâu thể làm gì hơn được nữa. Cho nên mặc kệ dù họ có la nhưng tôi vẫn lén lấy hoài. Mẹ tôi là người Hà Nội xưa nên biết và thích ăn trầu từ lúc trẻ. Mẹ kể do lúc nhỏ thường têm trầu cho bà ngoại, thấy người lớn ăn rồi nhổ ra nước màu đỏ hay hay, vậy là mẹ ăn thử rồi ghiền trầu lúc nào không hay. Lúc mới vô bệnh viện, mẹ có đem giỏ trầu nhưng bác sĩ thấy ăn trầu thì la hoài. Vì bác sĩ cấm nên gia đình tôi cũng không cho mẹ ăn trầu. Tối hôm đó khi tôi vào thăm, mẹ rất tỉnh táo, nói chuyện và hỏi han một hồi. Mẹ nói với tôi là mẹ thèm ăn trầu. Nghe vậy tôi mới ra ngoài lấy trầu mang vô ngay cho mẹ. Khi ra lấy trầu, bà xã tôi nói: "Mang vô bác sĩ la chết." Tôi nói: "Không sao đâu, đến giờ này mà sợ gì nữa." Tôi giấu miếng trầu trong túi áo để mang vô. Y tá trực không cho vào phòng và nói mỗi buổi tối chỉ cho thăm một lần thôi. Để tìm cách vô cho bằng được, tôi buộc phải nói dối là tôi bị đánh rơi cái bóp, không biết có rớt trên giường không, cho tôi vô kiếm. Vậy là y tá buộc phải cho tôi vào phòng. Vào bên trong, tôi đưa miếng trầu có đầy đủ cả vôi và thuốc xỉa cho mẹ. Mẹ tôi cầm miếng trầu và mặt ngời lên niềm vui. Mẹ cầm nhưng đâu có ăn được nữa. Sáng hôm sau, gia đình tôi bị bác sĩ cằn nhằn một trận vì dám mang trầu vô phòng cấp cứu. Bác sĩ la vì phát hiện có miếng trầu trên giường bệnh. Đêm hôm sau, y tá lại gọi vô thay ra giường. Tôi vào trong đó, thật bất ngờ mẹ tôi lại tỉnh táo rất lạ lùng. Mẹ hỏi thăm từng đứa con, đứa cháu, hỏi han việc nhà. Thấy mẹ lạ quá, tôi mới hỏi: "Nằm trong này một mình mẹ có sợ không?" Mẹ trả lời: "Mẹ buồn nhưng không sợ vì mẹ thường niệm Phật." Nói xong, mẹ chỉ sợi dây vải có hình Quan Thế Âm mà mẹ đeo nơi cổ, rồi nói tiếp: "Sợi dây này con thỉnh nó chùa về cho mẹ hôm mới vô bệnh viện nè. Có Phật bên mình mẹ không sợ gì hết. Vô thường mà con." Nói chuyện một hồi lâu, y tá lại vô nhắc ra ngoài. Trước khi tạm biệt, mẹ tôi lại nói là thèm ăn trầu. Tôi biết mẹ nói điều ấy với tôi vì biết rằng chỉ có tôi mới nghe lời mẹ mà không sợ bác sĩ la. Tôi ra ngoài và lại lấy trầu. Trầu có sẵn vì chiều hôm đó tôi dặn bà xã mua trầu mới cho mẹ. Đợi một lát sau, khi y tá ra kêu người nhà bệnh nhân khác vào, tôi cũng đi theo và may quá lần này y tá đều cho tất cả vào thăm. Tôi lại đưa miếng trầu cho mẹ. Mẹ cầm trên tay một lúc rồi lại mê đi. Lúc đó tôi không biết đó là miếng trầu cuối cùng của mẹ tôi. Và sau cái lần đó, tôi đã mãi mãi không còn được mang một miếng trầu nào khác nữa cho mẹ. Nhìn mẹ nằm mê man trên giường, tôi chỉ còn biết niệm Phật, cầu mong cho mẹ an lành. Thăm xong, tôi ra ngoài và bà xã tôi nói: "Ngày mai thế nào bác sĩ cũng la nữa. Thôi kệ, la mấy nữa cũng được." Chiều hôm sau tôi vào thăm thì tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã xấu đi nghiêm trọng. Mẹ chìm sâu vào hôn mê. Tôi tìm quanh chiếc giường trải ra trắng toát ấy nhưng không thấy miếng trầu đâu cả. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay bác sĩ không la? Tìm một hồi, tôi thấy dưới chiếc gối mẹ nằm có miếng giấy vệ sinh đã gói lại. Tôi mở ra xem thì trong đó là miếng trầu. Trước khi hôn mê, có lẽ sợ bác sĩ rầy nên mẹ đã gói miếng trầu vào trong miếng giấy ấy. Chính vì vậy mà bác sĩ không biết. Vì khi thấy giấy vệ sinh cuộn lại, ai cũng nghĩ nó dơ nên hơi đâu mà kiểm tra trong đó là thứ gì. Tôi biết khoảng thời gian bệnh nặng mẹ đã không còn ăn trầu được nữa, nhưng vẫn muốn có miếng trầu. Miếng trầu khi ấy nó không phải là một thú vui
hay phải ăn để thỏa mãn cơn thèm, mà nó chính là sự thể hiện tình cảm của con và mẹ một cách gần gũi nhất. Chiều ý mẹ đến những phút giây sau cùng, nó khẳng định không có gì ngăn cản được tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, trong một thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mẹ. Lúc đó tôi gọi bằng bác, và cũng mất một thời gian, tôi mới quen khi chuyển từ gọi bác sang gọi mẹ. Nhưng với tình thương không phân biệt, chẳng bao lâu tôi đã có thêm một người mẹ, và tôi cũng không nhớ mình là con rể. Tình yêu ấm áp của mẹ đã chan hòa và xóa hẳn những danh xưng đó trong tôi từ lâu rồi. Mẹ chìm vào hôn mê sâu và chỉ tỉnh lại khi đã về căn nhà thân yêu với đầy đủ con cháu. Hai hôm sau thì tôi vĩnh viễn mất đi một người mẹ thương yêu. Người mẹ mà những lúc khó khăn nhất khi chỉ có một cái bánh cũng chia đều cho các con. Là một người con, dù là con rể, tôi vẫn nhận ra khi một người mẹ ra đi thì thế gian này sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ, êm đềm. Mất mẹ là sự mất mát lớn nhất của mỗi người con trên thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập truyện ngắn Phật giáo. Phần 5. Tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, một mùa phu lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phòng nghiệp báo luân hồi, thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa Vu Lan của nhà Phật còn mở rộng phạm vi báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Vu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm 7 câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng động để cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chén cơm cúng mẹ. Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày, liên tục, từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để gấp cho mình. Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu, đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Cái dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai? Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình. Buổi cúng cơm hôm đó, tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình. Khi thầy đưa chén cơm và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán, rồi thầy nói, chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này. Sau đó là tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà.
Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống, thì giọng của thầy xướng lên, nghe thật não nùng. Đây chén cơm đầy nặng ướt mông. Mẹ ơi, đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn động trong tâm huyết. Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người. Rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ, nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào. Có chén cơm đây, nhưng đâu có mẹ tôi ở đó. Con muốn nhìn thấy mẹ ăn, nhưng nào có thấy gì? Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ. Vậy mà cuộc đời tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hàng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa, những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngay chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ. Thực hiện nó bằng cách nào cũng được, miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh. Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng hoặc bất kể đó là món gì, để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình, thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại. Miếng trầu sau cùng của mẹ. Có những đêm về khuya, khi ngoài trời lạnh lạnh bởi những cơn gió lạ, nó làm ta bỗng nhớ nhiều thứ từ sâu trong ký ức. Cái mà để ta nhớ, nó thường không bình thường, vì vậy nó không bao giờ bị cái thường lấn át hoặc làm mất đi. Nó chỉ nằm đâu đó trong tâm hồn, và đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng làm ta nhớ lại, và mọi thứ như vừa mới diễn ra quanh đây. Chuyện mà tôi nhớ đó là những ngày và cả những đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Những đêm đó, tôi cùng cả gia đình bên vợ thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, vì mẹ vợ của tôi vào đó cũng đã vài tuần rồi. Tuổi già và bệnh tật là thành phần tất yếu trong những thứ khổ của con người. Đó luôn là cái chắc chắn phải xảy ra với chúng sinh, nhưng khi nó đến với ta hoặc người thân yêu của ta, thì điều đó càng trở nên bức bối, và mọi người cố gắng làm tối đa mọi cái có thể để đấu tranh giành giật từng giây phút với vô thường. Nằm ở khoa chữa bệnh bình thường khoảng hơn một tuần, thì người ta chuyển mẹ tôi lên khoa cấp cứu. Theo kinh nghiệm của thân nhân những người bệnh nằm ở đây trước cho biết, thì ai chuyển đến khoa này, ắt là bệnh đã nặng lắm rồi. Việc thăm nuôi tại khoa này rất hạn chế, chỉ được phép vào thăm khi hộ lý gọi tên. Đội ngũ y bác sĩ thì luôn bận rộn, hỏi gì họ cũng miễn cưỡng trả lời, cho nên người nhà vốn đã lo lại càng lo lắng gấp bội phần. Đa số thân nhân nuôi bệnh tại đây đều là người ở các tỉnh ở xa, nên nhìn họ lỉnh kỉnh đồ đạc đến tội nghiệp. Người ta lưu trú tạm bợ, nhưng đụng tới cái gì cũng tốn kém. Đơn giản như việc nước uống, đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải tốn tiền. Cảnh ngộ ở đây thật đúng nghĩa với câu mà người ta hay nói, cái khổ này nối với cái khổ kia.
Ban ngày nếu người nhà lu bu nhếch nhác phía trước cửa phòng cấp cứu đều bị đuổi ra ngoài thẳng tay. Bệnh viện có nơi quy định để thân nhân chờ đợi là phía gần ngoài cổng. Đó là một khoảng sân rộng có mái che. Ở đó có treo cái loa, khi nào bên trong gọi tên bệnh nhân thì người nhà mới được vô, để bác sĩ đưa toa đi mua thuốc hoặc dặn dò những điều cần thiết. Buổi tối, từ 6 giờ chiều trở đi thì có phần dễ dãi hơn. Lúc đó, người nhà mới lần lượt kéo tới ngồi hay nằm vật vã chờ phía trước khoa cấp cứu. Ban đầu lúc mới vô thay ca túc trực với anh em trong nhà, thấy cảnh này tôi nản lòng lắm. Rồi dần dần mới hiểu và thông cảm được, bởi lý do chính là bệnh viện quá tải vì bệnh nhân đông quá. Theo quy định thì hàng tuần vào chiều thứ năm, khoa cấp cứu đều có cuộc họp với thân nhân để thông báo tình hình. Tuần đó khi bắt đầu buổi họp, ông bác sĩ chủ trì nói: "Chúng tôi không có thời gian để trả lời hết mọi câu hỏi của người nhà, vì vậy chỉ trả lời trong buổi gặp mặt hôm nay, mong rằng người nhà hợp tác với bệnh viện." Đến lượt tôi được hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, vị bác sĩ này nói: "Câu này tôi trả lời chung cho tất cả bệnh nhân ở đây, là nếu ai hỏi bệnh nhân A hay B ra sao, tôi chỉ dám nói tình trạng của người đó trong vòng 5 phút tới, còn xa hơn nữa thì không dám chắc. Nằm ở khoa này, tính mạng bệnh nhân chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cứu chữa, khả năng tài chính đến đâu là phụ thuộc vào gia đình. Nếu không còn khả năng thì bác sĩ cũng đành bó tay." Có một hôm trực trong đó, bà chị đưa cho tôi giữ 20 triệu để chi phí. Vậy mà cứ mua theo toa thuốc yêu cầu từ sáng đến khuya thì hết nhẵn tiền. Có những loại thuốc đặc biệt mà bệnh nhân ở đây cần, nhưng nhà thuốc không có sẵn, phải hẹn lại và tranh thủ cử người ra sân bay đón máy bay mang nhanh từ nước ngoài về mới có. Một buổi tối ngồi ngoài trời trò chuyện với một gia đình quê ở Cà Mau lên thăm nuôi con. Mới thăm con từ phòng cấp cứu ra, ông này gọi điện về nhà, kêu vợ bán gấp hết lứa heo để gửi tiền lên mua thuốc cho con. Có gia đình khác ở Sóc Trăng, cha của bệnh nhân kể: "Cả nhà tôi chia ra ở hai bệnh viện, một ở đây nuôi con dâu, một bên Từ Vũ nuôi cháu trong lồng kính. Tôi bán một miếng đất mấy trăm triệu dèo cái hết rồi mà con tôi còn chưa tỉnh. Từ ngày lên đây, con dâu tôi cứ nằm mê man mà chưa tỉnh lại lần nào, chưa nói chuyện với nó được một câu nào. Tình hình này chắc phải bán thêm một miếng đất nữa." Ban đêm, nơi khuôn viên bệnh viện thật buồn, và cái lạnh ngoài trời cuối năm như càng thấm thía thêm cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người. Tối đó, vào trong phòng thăm mẹ, tôi phát hiện ra phía đầu giường nằm có cái cửa sổ bằng kính được che màn. Phía bên ngoài là khoảng đất hành lang trống, rộng khoảng 2 mét có trồng cây. Sát đó là bờ tường cao ngăn hai khu vực của bệnh viện. Tranh thủ tôi dán cái màn qua một chút, và từ đó muốn thăm mẹ tôi chỉ cần lén đi vòng phía sau đến sát cửa sổ nhìn vô là thấy. Tôi chia sẻ cho người nhà mấy bệnh nhân nằm gần đó biết, và họ cũng thăm theo cách như vậy. Ai cũng mừng vì ai cũng lo lắng và quan tâm đến thân nhân của mình. Phòng cấp cứu có máy lạnh chạy luôn luôn, cộng với thời tiết cuối năm se lạnh, cho nên tôi thấy bệnh nhân thường nằm co vì lạnh. Mẹ tôi cũng nằm co như thế. Suốt đêm cũng một hai lần y tá gọi người nhà vào thay chăn vì bệnh nhân thường tiểu ra giường. Mỗi khi được gọi vào, tôi thường đến kệ lén lấy đến hai tấm, một trải trên nệm, một để mẹ đắp. Có bữa y tá phát hiện họ cự nữ tôi vì tiêu chuẩn một người chỉ một tấm chăn mà thôi. Bị la nhưng tôi không giận họ, bởi tôi cố tình lấy hai tấm chăn để mẹ đỡ lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đâu thể làm gì hơn được nữa. Cho nên mặc kệ dù họ có la nhưng tôi vẫn lén lấy hoài. Mẹ tôi là người Hà Nội xưa nên biết và thích ăn trầu từ lúc trẻ. Mẹ kể do lúc nhỏ thường têm trầu cho bà ngoại, thấy người lớn ăn rồi nhổ ra nước màu đỏ hay hay, vậy là mẹ ăn thử rồi ghiền trầu lúc nào không hay. Lúc mới vô bệnh viện, mẹ có đem giỏ trầu, nhưng bác sĩ thấy ăn trầu thì la hoài.
vì bác sĩ cấm nên gia đình tôi cũng không cho mẹ ăn trầu. Tối hôm đó khi tôi vào thăm, mẹ rất tỉnh táo, nói chuyện và hỏi han một hồi, mẹ nói với tôi là mẹ thèm ăn trầu. Nghe vậy tôi mới ra ngoài lấy trầu mang vô ngay cho mẹ. Khi ra lấy trầu, bà xã tôi nói, mang vô bác sĩ la chết. Tôi nói, không sao đâu, đến giờ này mà sợ gì nữa. Tôi giấu miếng trầu trong túi áo để mang vô. Y tá trực không cho vào phòng và nói mỗi buổi tối chỉ cho thăm một lần thôi. Để tìm cách vô cho bằng được, tôi buộc phải nói dối là tôi bị đánh rơi cái bóp, không biết có rớt trên giường không, cho tôi vô kiếm. Vậy là y tá buộc phải cho tôi vào phòng. Vào bên trong, tôi đưa miếng trầu có đầy đủ cả vôi và thuốc xỉa cho mẹ. Mẹ tôi cầm miếng trầu và mặt ngời lên niềm vui. Mẹ cầm nhưng đâu có ăn được nữa. Sáng hôm sau, gia đình tôi bị bác sĩ cằn nhằn một trận vì dám mang trầu vô phòng cấp cứu. Bác sĩ la vì phát hiện có miếng trầu trên giường bệnh. Đêm hôm sau, y tá lại gọi vô thay ra giường. Tôi vào trong đó, thật bất ngờ mẹ tôi lại tỉnh táo rất lạ lùng. Mẹ hỏi thăm từng đứa con, đứa cháu, hỏi han việc nhà. Thấy mẹ lạ quá, tôi mới hỏi, nằm trong này một mình mẹ có sợ không? Mẹ trả lời, mẹ buồn nhưng không sợ vì mẹ thường niệm Phật. Nói xong, mẹ chỉ sợi dây vải có hình Quan Thế Âm mà mẹ đeo nơi cổ, rồi nói tiếp, sợi dây này con thỉnh nó chùa về cho mẹ hôm mới vô bệnh viện nè. Có Phật bên mình, mẹ không sợ gì hết. Vô thường mà con. Nói chuyện một hồi lâu, y tá lại vô nhắc ra ngoài. Trước khi tạm biệt, mẹ tôi lại nói là thèm ăn trầu. Tôi biết mẹ nói điều ấy với tôi vì biết rằng chỉ có tôi mới nghe lời mẹ mà không sợ bác sĩ la. Tôi ra ngoài và lại lấy trầu. Trầu có sẵn vì chiều hôm đó tôi dặn bà xã mua trầu mới cho mẹ. Đợi một lát sau, khi y tá ra kêu người nhà bệnh nhân khác vào, tôi cũng đi theo và may quá lần này y tá đều cho tất cả vào thăm. Tôi lại đưa miếng trầu cho mẹ. Mẹ cầm trên tay một lúc rồi lại mê đi. Lúc đó tôi không biết đó là miếng trầu cuối cùng của mẹ tôi. Và sau cái lần đó, tôi đã mãi mãi không còn được mang một miếng trầu nào khác nữa cho mẹ. Nhìn mẹ nằm mê man trên giường, tôi chỉ còn biết niệm Phật, cầu mong cho mẹ an lành. Thăm xong, tôi ra ngoài và bà xã tôi nói, ngày mai thế nào bác sĩ cũng la nữa. Thôi kệ, la mấy nữa cũng được. Chiều hôm sau tôi vào thăm, thì tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã xấu đi nghiêm trọng. Mẹ chìm sâu vào hôn mê. Tôi tìm quanh chiếc giường trải ra trắng toát ấy, nhưng không thấy miếng trầu đâu cả. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay bác sĩ không la? Tìm một hồi, tôi thấy dưới chiếc gối mẹ nằm có miếng giấy vệ sinh đã gói lại. Tôi mở ra xem, thì trong đó là miếng trầu. Trước khi hôn mê, có lẽ sợ bác sĩ rầy nên mẹ đã gói miếng trầu vào trong miếng giấy ấy. Chính vì vậy mà bác sĩ không biết. Vì khi thấy giấy vệ sinh cuộn lại, ai cũng nghĩ nó dơ, nên hơi đâu mà kiểm tra trong đó là thứ gì. Tôi biết khoảng thời gian bệnh nặng, mẹ đã không còn ăn trầu được nữa, nhưng vẫn muốn có miếng trầu. Miếng trầu khi ấy, nó không phải là một thuốc vui hay phải ăn để thỏa mãn cơn thèm, mà nó chính là sự thể hiện tình cảm của con và mẹ một cách gần gũi nhất. Chiều ý mẹ đến những phút giây sau cùng, nó khẳng định không có gì ngăn cản được tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, trong một thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mẹ. Lúc đó tôi gọi bằng bác và cũng mất một thời gian tôi mới quen khi chuyển từ gọi bác sang gọi mẹ. Nhưng với tình thương không phân biệt, chẳng bao lâu tôi đã có thêm một người mẹ và tôi cũng không nhớ mình là con rể. Tình yêu ấm áp của mẹ đã chan hòa và xóa hẳn những danh xưng đó trong tôi từ lâu rồi. Mẹ chìm vào hôn mê sâu và chỉ tỉnh lại khi đã về căn nhà thân yêu với đầy đủ con cháu. Hai hôm sau,
thì tôi vĩnh viễn mất đi một người mẹ thương yêu. Người mẹ mà những lúc khó khăn nhất khi chỉ có một cái bánh cũng chia đều cho các con. Là một người con, dù là con rể, tôi vẫn nhận ra khi một người mẹ ra đi thì thế gian này sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ, êm đềm. Mất mẹ là sự mất mát lớn nhất của mỗi người con trên thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập Truyện ngắn Phật giáo. Phần 5. Tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, một mùa Vu Lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phòng nghiệp báo luân hồi thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa Vu Lan của nhà Phật còn mở rộng phạm vi báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Vu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập Truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm 7 câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng đọng để cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chén cơm cúng mẹ. Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày, liên tục, từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để gấp cho mình. Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu, đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Cái dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai? Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình. Buổi cúng cơm hôm đó, tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình. Khi thầy đưa chén cơm và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán, rồi thầy nói, chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này. Sau đó là tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà. Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống thì giọng của thầy xướng lên nghe thật não nùng. Đây chén cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tâm huyết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người, rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào. Có chén cơm đây, nhưng đâu có mẹ tôi ở đó. Con muốn nhìn thấy mẹ ăn, nhưng nào có thấy gì? Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ.
Vậy mà cuộc đời tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hàng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa, những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngay chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ. Thực hiện nó bằng cách nào cũng được, miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh. Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng hoặc bất kể đó là món gì, để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình, thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại. Hãy thực hiện ngay điều đó nhé, bạn ơi. Hoàng Dũng Hùng. Miếng trầu sau cùng của mẹ. Có những đêm về khuya, khi ngoài trời lạnh lạnh bởi những cơn gió lạ, nó làm ta bỗng nhớ nhiều thứ từ sâu trong ký ức. Cái mà để ta nhớ, nó thường không bình thường, vì vậy nó không bao giờ bị cái thường lấn át hoặc làm mất đi. Nó chỉ nằm đâu đó trong tâm hồn, và đôi khi chỉ một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi cũng làm ta nhớ lại, và mọi thứ như vừa mới diễn ra quanh đây. Chuyện mà tôi nhớ đó là những ngày và cả những đêm cuối cùng của thế kỷ 20. Những đêm đó, tôi cùng cả gia đình bên vợ thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện, vì mẹ vợ của tôi vào đó cũng đã vài tuần rồi. Tuổi già và bệnh tật là thành phần tất yếu trong những thứ khổ của con người. Đó luôn là cái chắc chắn phải xảy ra với chúng sinh, nhưng khi nó đến với ta hoặc người thân yêu của ta, thì điều đó càng trở nên bức bối, và mọi người cố gắng làm tối đa mọi cái có thể để đấu tranh giành giật từng giây phút với vô thường. Nằm ở khoa chữa bệnh bình thường khoảng hơn một tuần, thì người ta chuyển mẹ tôi lên khoa cấp cứu. Theo kinh nghiệm của thân nhân những người bệnh nằm ở đây trước cho biết, thì ai chuyển đến khoa này, ắt là bệnh đã nặng lắm rồi. Việc thăm nuôi tại khoa này rất hạn chế, chỉ được phép vào thăm khi hộ lý gọi tên. Đội ngũ y bác sĩ thì luôn bận rộn, hỏi gì họ cũng miễn cưỡng trả lời, cho nên người nhà vốn đã lo lại càng lo lắng gấp bội phần. Đa số thân nhân nuôi bệnh tại đây đều là người ở các tỉnh ở xa, nên nhìn họ lỉnh kỉnh đồ đạc đến tội nghiệp. Người ta lưu trú tạm bợ, nhưng đụng tới cái gì cũng tốn kém. Đơn giản như việc nước uống, đi vệ sinh, tắm rửa cũng phải tốn tiền. Cảnh ngộ ở đây thật đúng nghĩa với câu mà người ta hay nói, cái khổ này nối với cái khổ kia. Ban ngày nếu người nhà lu bu nhếch nhác phía trước cửa phòng cấp cứu đều bị đuổi ra ngoài thẳng tay. Bệnh viện có nơi quy định để thân nhân chờ đợi là phía gần ngoài cổng. Đó là một khoảng sân rộng có mái che. Ở đó có treo cái loa, khi nào bên trong gọi tên bệnh nhân thì người nhà mới được vô, để bác sĩ đưa toa đi mua thuốc hoặc dặn dò những điều cần thiết. Buổi tối, từ 6 giờ chiều trở đi thì có phần dễ dãi hơn. Lúc đó, người nhà mới lần lượt kéo tới ngồi hay nằm vật vã chờ phía trước khoa cấp cứu.
Ban đầu lúc mới vô thay ca túc trực với anh em trong nhà, thấy cảnh này tôi nản lòng lắm. Rồi dần dần mới hiểu và thông cảm được, bởi lý do chính là bệnh viện quá tải vì bệnh nhân đông quá. Theo quy định thì hàng tuần vào chiều thứ năm, khoa cấp cứu đều có cuộc họp với thân nhân để thông báo tình hình. Tuần đó khi bắt đầu buổi họp, ông bác sĩ chủ trì nói: "Chúng tôi không có thời gian để trả lời hết mọi câu hỏi của người nhà, vì vậy chỉ trả lời trong buổi gặp mặt hôm nay, mong rằng người nhà hợp tác với bệnh viện." Đến lượt tôi được hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ tôi, vị bác sĩ này nói: "Câu này tôi trả lời chung cho tất cả bệnh nhân ở đây là nếu ai hỏi bệnh nhân A hay B ra sao, tôi chỉ dám nói tình trạng của người đó trong vòng 5 phút tới, còn xa hơn nữa thì không dám chắc. Nằm ở khoa này, tính mạng bệnh nhân chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi sẽ đưa ra mọi biện pháp cứu chữa, khả năng tài chính đến đâu là phụ thuộc vào gia đình. Nếu không còn khả năng thì bác sĩ cũng đành bó tay." Có một hôm trực trong đó, bà chị đưa cho tôi giữ 20 triệu để chi phí. Vậy mà cứ mua theo toa thuốc yêu cầu từ sáng đến khuya thì hết nhẵn tiền. Có những loại thuốc đặc biệt mà bệnh nhân ở đây cần, nhưng nhà thuốc không có sẵn, phải hẹn lại và tranh thủ cử người ra sân bay đón máy bay mang nhanh từ nước ngoài về mới có. Một buổi tối ngồi ngoài trời trò chuyện với một gia đình quê ở Cà Mau lên thăm nuôi con. Mới thăm con từ phòng cấp cứu ra, ông này gọi điện về nhà, kêu vợ bán gấp hết lứa heo để gửi tiền lên mua thuốc cho con. Có gia đình khác ở Sóc Trăng, cha của bệnh nhân kể: "Cả nhà tôi chia ra ở hai bệnh viện, một ở đây nuôi con dâu, một bên Từ Vũ nuôi cháu trong lồng kính. Tôi bán một miếng đất mấy trăm triệu dèo cái hết rồi mà con tôi còn chưa tỉnh. Từ ngày lên đây, con dâu tôi cứ nằm mê man mà chưa tỉnh lại lần nào, chưa nói chuyện với nó được một câu nào. Tình hình này chắc phải bán thêm một miếng đất nữa." Ban đêm, nơi khuôn viên bệnh viện thật buồn, và cái lạnh ngoài trời cuối năm như càng thấm thía thêm cái nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người. Tối đó, vào trong phòng thăm mẹ, tôi phát hiện ra phía đầu giường nằm có cái cửa sổ bằng kính được che màn. Phía bên ngoài là khoảng đất hành lang trống, rộng khoảng 2 mét có trồng cây. Sát đó là bờ tường cao ngăn hai khu vực của bệnh viện. Tranh thủ tôi dán cái màn qua một chút, và từ đó muốn thăm mẹ tôi chỉ cần lén đi vòng phía sau đến sát cửa sổ nhìn vô là thấy. Tôi chia sẻ cho người nhà mấy bệnh nhân nằm gần đó biết, và họ cũng thăm theo cách như vậy. Ai cũng mừng vì ai cũng lo lắng và quan tâm đến thân nhân của mình. Phòng cấp cứu có máy lạnh chạy luôn luôn, cộng với thời tiết cuối năm se lạnh, cho nên tôi thấy bệnh nhân thường nằm co vì lạnh. Mẹ tôi cũng nằm co như thế. Suốt đêm cũng một hai lần y tá gọi người nhà vào thay chăn vì bệnh nhân thường tiểu ra giường. Mỗi khi được gọi vào, tôi thường đến kệ lén lấy đến hai tấm, một trải trên nệm, một để mẹ đắp. Có bữa y tá phát hiện họ cự nữ tôi vì tiêu chuẩn một người chỉ một tấm chăn mà thôi. Bị la nhưng tôi không giận họ, bởi tôi cố tình lấy hai tấm chăn để mẹ đỡ lạnh. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đâu thể làm gì hơn được nữa. Cho nên mặc kệ dù họ có la, nhưng tôi vẫn lén lấy hoài. Mẹ tôi là người Hà Nội xưa nên biết và thích ăn trầu từ lúc trẻ. Mẹ kể, do lúc nhỏ thường têm trầu cho bà ngoại, thấy người lớn ăn rồi nhổ ra nước màu đỏ hay hay, vậy là mẹ ăn thử, rồi ghiền trầu lúc nào không hay. Lúc mới vô bệnh viện, mẹ có đem giỏ trầu, nhưng bác sĩ thấy ăn trầu thì la hoài. Vì bác sĩ cấm nên gia đình tôi cũng không cho mẹ ăn trầu. Tối hôm đó khi tôi vào thăm, mẹ rất tỉnh táo, nói chuyện và hỏi han một hồi, mẹ nói với tôi là mẹ thèm ăn trầu. Nghe vậy tôi mới ra ngoài lấy trầu mang vô ngay cho mẹ. Khi ra lấy trầu, bà xã tôi nói, mang vô bác sĩ la chết. Tôi nói, không sao đâu, đến giờ này mà sợ gì nữa. Tôi giấu miếng trầu trong túi áo để mang vô. Y tá trực không cho vào phòng và nói mỗi buổi tối chỉ cho thăm một lần thôi. Để tìm cách vô cho bằng được,
tôi buộc phải nói dối là tôi bị đánh rơi cái bóp, không biết có rớt trên giường không, cho tôi vô kiếm. Vậy là y tá buộc phải cho tôi vào phòng. Vào bên trong, tôi đưa miếng trầu có đầy đủ cá vôi và thuốc xỉa cho mẹ. Mẹ tôi cầm miếng trầu và mặt ngời lên niềm vui. Mẹ cầm nhưng đâu có ăn được nữa. Sáng hôm sau, gia đình tôi bị bác sĩ cằn nhằn một trận vì dám mang trầu vô phòng cấp cứu. Bác sĩ la vì phát hiện có miếng trầu trên giường bệnh. Đêm hôm sau, y tá lại gọi vô thay ra giường. Tôi vào trong đó, thật bất ngờ mẹ tôi lại tỉnh táo rất lạ lùng. Mẹ hỏi thăm từng đứa con, đứa cháu, hỏi han việc nhà. Thấy mẹ lạ quá, tôi mới hỏi: "Nằm trong này một mình, mẹ có sợ không?" Mẹ trả lời: "Mẹ buồn, nhưng không sợ, vì mẹ thường niệm Phật." Nói xong, mẹ chỉ sợi dây vải có hình Quan Thế Âm mà mẹ đeo nơi cổ, rồi nói tiếp: "Sợi dây này con thỉnh nó chùa về cho mẹ hôm mới vô bệnh viện nè. Có Phật bên mình, mẹ không sợ gì hết. Vô thường mà con." Nói chuyện một hồi lâu, y tá lại vô nhắc ra ngoài. Trước khi tạm biệt, mẹ tôi lại nói là thèm ăn trầu. Tôi biết mẹ nói điều ấy với tôi vì biết rằng chỉ có tôi mới nghe lời mẹ mà không sợ bác sĩ la. Tôi ra ngoài và lại lấy trầu. Trầu có sẵn vì chiều hôm đó tôi dặn bà xã mua trầu mới cho mẹ. Đợi một lát sau, khi y tá ra kêu người nhà bệnh nhân khác vào, tôi cũng đi theo và may quá lần này y tá đều cho tất cả vào thăm. Tôi lại đưa miếng trầu cho mẹ. Mẹ cầm trên tay một lúc rồi lại mê đi. Lúc đó tôi không biết đó là miếng trầu cuối cùng của mẹ tôi. Và sau cái lần đó, tôi đã mãi mãi không còn được mang một miếng trầu nào khác nữa cho mẹ. Nhìn mẹ nằm mê man trên giường, tôi chỉ còn biết niệm Phật, cầu mong cho mẹ an lành. Thăm xong, tôi ra ngoài và bà xã tôi nói: "Ngày mai thế nào bác sĩ cũng la nữa. Thôi kệ, la mấy nữa cũng được." Chiều hôm sau tôi vào thăm thì tình hình sức khỏe của mẹ tôi đã xấu đi nghiêm trọng. Mẹ chìm sâu vào hôn mê. Tôi tìm quanh chiếc giường trải ra trắng toát ấy nhưng không thấy miếng trầu đâu cả. Tôi chợt nghĩ, sao hôm nay bác sĩ không la? Tìm một hồi, tôi thấy dưới chiếc gối mẹ nằm có miếng giấy vệ sinh đã gói lại. Tôi mở ra xem thì trong đó là miếng trầu. Trước khi hôn mê, có lẽ sợ bác sĩ rầy nên mẹ đã gói miếng trầu vào trong miếng giấy ấy. Chính vì vậy mà bác sĩ không biết. Vì khi thấy giấy vệ sinh cuộn lại, ai cũng nghĩ nó dơ, nên hơi đâu mà kiểm tra trong đó là thứ gì. Tôi biết khoảng thời gian bệnh nặng, mẹ đã không còn ăn trầu được nữa, nhưng vẫn muốn có miếng trầu. Miếng trầu khi ấy, nó không phải là một thú vui hay phải ăn để thỏa mãn cơn thèm, mà nó chính là sự thể hiện tình cảm của con và mẹ một cách gần gũi nhất. Chiều ý mẹ đến những phút giây sau cùng, nó khẳng định không có gì ngăn cản được tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, trong một thoáng chốc, tôi bỗng nhớ lại từ lần đầu tiên gặp mẹ. Lúc đó tôi gọi bằng bác và cũng mất một thời gian, tôi mới quen khi chuyển từ gọi bác sang gọi mẹ. Nhưng với tình thương không phân biệt, chẳng bao lâu tôi đã có thêm một người mẹ. Và tôi cũng không nhớ mình là con rể. Tình yêu ấm áp của mẹ đã chan hòa và xóa hẳn những danh xưng đó trong tôi từ lâu rồi. Mẹ chìm vào hôn mê sâu và chỉ tỉnh lại khi đã về căn nhà thân yêu với đầy đủ con cháu. Hai hôm sau thì tôi vĩnh viễn mất đi một người mẹ thương yêu. Người mẹ mà những lúc khó khăn nhất khi chỉ có một cái bánh cũng chia đều cho các con. Là một người con, dù là con rể, tôi vẫn nhận ra khi một người mẹ ra đi thì thế gian này sẽ mất đi nhiều điều đẹp đẽ, êm đềm. Mất mẹ là sự mất mát lớn nhất của mỗi người con trên thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập Truyện ngắn Phật giáo. Phần 5. Tác giả
Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, một mùa Phu Lan nữa lại đang về, mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Với nhà Phật, báo hiếu với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Đạo Phật là đạo hiếu hạnh, lấy tình thương yêu con người và muôn loài làm đầu. Tình thương này bắt nguồn từ tình thương cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra thành nhiều loại tình cảm khác. Bởi trong mối tương quan nhân quả và phòng nghiệp báo luân hồi, thì tất cả chúng sinh trong đời này đều có mối quan hệ với nhau đã từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Vì vậy, mùa Phu Lan của nhà Phật còn mở rộng phạm vi báo ân, báo hiếu đến với tất cả chúng sinh. Kính thưa quý thính giả, với ý nghĩa cao thượng và đẹp đẽ đó của mùa Phu Lan, Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 5 với chủ đề Chén cơm cúng mẹ, gồm 7 câu chuyện của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Tuyển tập này là những câu chuyện có thật ở đời thường, được tác giả một lần nữa đã tâm huyết cùng chia sẻ, đặc biệt là với những thính giả trẻ. Và bây giờ, xin quý vị hãy lắng đọng để cùng thưởng thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chén cơm cúng mẹ. Khi ta có một gia đình, ta có những bữa cơm. Việc này diễn ra hàng ngày, liên tục, từ khi ta còn rất nhỏ. Nó bình thường đến mức từ lúc nào ta không còn quan tâm, không còn để ý và cũng không biết nó quan trọng như thế nào. Tôi cũng có một gia đình và lớn lên với những bữa cơm cùng cha mẹ như vậy. Tôi thường xuyên được mẹ bới cơm và chọn miếng đồ ăn ngon để gấp cho mình. Mỗi khi được mẹ ân cần chăm sóc như vậy, tôi sung sướng lắm và cứ nghĩ hạnh phúc này mà mình có được là đương nhiên và sẽ là mãi mãi. Cho đến một ngày cách đây cũng đã lâu, đó là lúc mà mẹ của tôi qua đời. Cái dòng sinh tử oan nghiệt nào có từ một ai? Và đó cũng là lần mà tôi bắt đầu ý thức đầy đủ sự thiêng liêng của chén cơm mà con cái dâng lên cha mẹ mình. Buổi cúng cơm hôm đó, tôi quỳ ngay sau lưng ông anh mình. Khi thầy đưa chén cơm và dạy anh tôi phải bưng bằng hai tay thành kính đặt trước trán. Rồi thầy nói, chỉ có lòng hiếu thảo, tình thương yêu và pháp Phật thì người thân của ta mới thọ nhận được chén cơm này. Sau đó là tiếng chuông mõ hòa lẫn tiếng trì chú âm vang cả căn nhà. Rồi khi tất cả âm thanh trầm lắng xuống, thì giọng của thầy xướng lên, nghe thật não nùng. Đây chén cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi, đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong tâm huyết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Nghe thầy đọc mà tôi rợn hết cả người, rồi giật mình nhận ra chén cơm dâng cho cha mẹ nó thiêng liêng và quan trọng biết chừng nào. Có chén cơm đây, nhưng đâu có mẹ tôi ở đó. Con muốn nhìn thấy mẹ ăn, nhưng nào có thấy gì? Chỉ có khói hương và ánh sáng từ ngọn đèn lập lòe thương nhớ. Vậy mà cuộc đời tôi đã bỏ phí biết bao nhiêu lần mình có cơ hội dâng cơm ngay khi cha mẹ còn sống hàng ngày. Với nghi thức chén cơm cúng mẹ của nhà Phật, tôi và nhiều người có mặt lúc đó nhận ra rất nhiều điều trân quý của bữa cơm gia đình. Nó rất bình thường nhưng không dễ có như ta tưởng. Bởi mỗi bữa cơm là một khoảng đời, là một câu chuyện êm đềm, là một nỗi nhớ khôn nguôi. Mỗi bữa cơm được ngồi cùng cha mẹ, đó là một món quà vô giá
mà ta không hiểu hết. Rồi thời gian trôi đi, khi cha mẹ không còn nữa, những khi quay vòng với công việc, với những ngổn ngang của cuộc sống, ta bỗng thấy thèm và nhớ quay quắt những buổi cơm cùng cha mẹ. Và dù giàu có, quyền lực đến đâu đi nữa, ta cũng không thể tìm lại, không thể mua được điều bình thường ấy. Vậy thì, ngày hôm nay, ngay chính lúc này, nếu chúng ta vẫn còn được ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, nghĩa là ta đang được hưởng phúc lành. Hãy tận dụng cơ hội và tận hưởng món quà quý báu đó bằng nhiều cách để thể hiện tấm lòng của ta với cha mẹ. Thực hiện nó bằng cách nào cũng được, miễn là ta biết và ta nhớ là ta đang có cha mẹ ngay bên cạnh. Hãy đặt hết tình thương và lòng kính trọng vào chén cơm, quà tặng hoặc bất kể đó là món gì, để ta nhìn thấy cha mẹ bằng xương bằng thịt của mình, thưởng thức và hạnh phúc với điều mà ta đang mang lại.